Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với một cái video review. Và cái con hàng chính trong cái video lần này sẽ là một con hàng khá là đặc biệt nha. Con hàng như anh em đang thấy trên video là con hàng Thomas Müller với vị trí CF nha. Con hàng có một cái quả thẻ và một cái design rất là đẹp của EA mùa này. Con hàng này trước đó thì mình có dự định làm cái bản Team of the Week, là cái bản CAM anh em ạ. Một tiền vệ trung tâm á, nhưng mà chưa có thể mua và làm kịp cái con hàng đó, thì tiếp tục cái event Totti nó xuất hiện và có cái con hàng Thomas Müller trong cái vị trí này. Thì theo mình biết á, theo mình xem nhiều trận đấu á, thì Thomas Müller vẫn phù hợp hơn với cái vị trí CS nha, là một cái số 9 ảo nè. Thật sự mình rất là yêu quý cầu thủ Thomas Müller luôn. Những đóng góp của anh ấy trong câu lạc bộ của Bayern Munich thì thật sự rất là nhiều, nhưng lại ít được chú ý và quan tâm hơn Lewandowski, vì Lewandowski có phong độ quá tốt nè, không phải là một mùa giải nhưng mà phong độ liên tiếp 3-4 mùa giải luôn, cho nên cái hình ảnh của Thomas Müller một phần nào đó cũng bị ảnh hưởng từ Lewandowski. Và anh em có những cái thông tin gì hay ho hơn về Lewandowski nè, kiểu như những cái thông số gì đó mà khác biệt á, anh em có thể chia sẻ cùng mình và mọi người vào phần bình luận bên dưới nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái formation của mình và mình sẽ tìm một cái sơ đồ phù hợp nhất cho cái vị trí CF này của Thomas Müller, và sau đó sẽ gửi tới tất cả mọi người hai trận đá head to head và cùng một trận đấu về tất nha, cùng mọi người cùng review và cùng trải nghiệm cái con hàng Thomas Müller này nha. Và bây giờ hiện tại cái formation của mình mới mở ra được có một vị trí CF thôi này mà, là sơ đồ 3-5-1-1 này. Với sơ đồ này thì chỉ có ba trung vệ cũng khá là khó. Mình nghĩ nếu mà đẹp nhất á, thì là cái sơ đồ 4-3-3 Flashy 9 nha. Cái sơ đồ đó mùa trước, nếu anh em có xem kênh của mình lâu á, thì sẽ biết là mùa trước mình cũng đã từng làm review về con hàng Thomas Müller này rồi. Một CF thật sự rất là khủng khiếp luôn, với một cái thể hình mình nhớ không lầm là 1m85 này, và cái sức tấn công rất là tuyệt vời. Không biết trong cái phiên bản đầu mùa Totti của mùa FIFA 22 này thì Thomas Müller có thật sự khủng khiếp như cái mùa vừa rồi hay không nha. Ok, và cái sơ đồ này thì bắt buộc mình phải chọn thôi nào. Vì khi mình làm một bài review nào đó về một con hàng nào đó thì mình phải cố gắng sắp xếp cho nó đúng cái vị trí nhất có thể nha. Trong cái quả thẻ của nó vị trí gì thì mình phải cố gắng sắp xếp, còn tất cả các vị trí còn lại thì mình sẽ cố gắng nhồi nhét sao cho nó phù hợp nhất có thể thôi. Ok, như cái vị trí này, vị trí CM này thì mình chắc cũng sẽ dùng cái con hàng Michael Owen thôi. Michael Owen ST mình kéo về vị trí CM, chắc chắn cái trong cái vị trí này thì Michael Owen sẽ không được cộng cái skill boost, và Goretzka và Toni Kroos cũng kéo về vị trí CDM luôn. Kể cả Jack Grealish và con hàng Jadon Sancho cũng sẽ bị lệch vị trí một chút rồi nào, để cho có thể phù hợp nhất vị trí của Thomas Müller nha. Và vị trí ST cao nhất sẽ là con hàng Dusan Vlahovic. Ok, bây giờ anh em mình sẽ xem nhanh qua cái bộ chỉ số của con hàng này nha. Thomas Müller nè, cầu thủ của Đức nè, và có cái skill boost là finishing đang được cộng 8, và cái chân không thuận là 4 vạch và chân thuận là 5 vạch nha. Stamina cũng khá là khủng, và cái skill move là 3 sao. Con hàng có tốc độ rất là chậm anh em, tốc độ 78 thôi, bước tốc 84, nhưng mà về cái khả năng dứt điểm và chọn vị trí các thứ thì rất là ấn tượng nè. Cái móc balance cũng khá là tốt, ở móc 86 và dribbling là 99. Cái vision là tầm nhìn là 102 luôn anh em ạ. Và chỉ số chọn vị trí là 111 nha. Chỉ số chọn vị trí là sẽ cao nhất luôn. Con hàng có 3 skill ẩn nè, solid player, leadership và còn outside footshot, và cao 1m85. Cân nặng là 76 và cái work rate của nó là 2 và 2 luôn nha. Cái skill move là hell to hell, khá là khủng khiếp anh em ạ. Còn một con hàng ở số 9 ảo nhưng mà có bộ chỉ số rất là đẹp luôn, mặc dù cái tốc độ thì kiểu hơi chậm một chút. Bây giờ anh em sẽ vào trận đấu và sẽ trải nghiệm xem trong trận đấu chơi thực tế của con hàng Thomas Müller nó sẽ như thế nào nha. Và khi mình làm cái video này á, thì qua ngày mai thì cũng đã xuất hiện cái hàng tiền vệ rồi. Trong cái sự kiện Totti và FIFA, trên cái trang FIFA thì cũng đã list ra được vài cầu thủ rồi, khá là chất lượng như là Kante nè, Jorginho và con hàng Kevin De Bruyne, và một số cầu thủ ấn tượng như là Bruno Fernandes nè, Kimmich nè, có cả Marco Llorente và Casemiro nữa. Thật sự luôn, cái mùa này thì tới thời điểm hiện tại thì EA đang kiểu dẫn dắt anh em, những người chơi như mình á, có một cái cuốn hút nhất định anh em ạ. Rất là chờ đợi luôn, rất là trông ngóng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái trận đấu đầu tiên sau khi thay cái logo cũng như là cái bộ áo đấu của Bayern Munich nha. Hy vọng tất cả mọi người xem video sẽ thật vui vẻ nè. Và nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình. Trong cái thời điểm hiện tại thì tỷ lệ người xem kênh chưa đăng ký cũng khá là cao luôn. Anh em nhớ dừng lại và xem đã đăng ký kênh chưa nha. Đừng có quên cái việc này cũng khá là quan trọng. Anh em đăng ký kênh và ấn luôn cái chuông thông báo bên cạnh,
để nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình up những cái video lên nha. Và chắc chắn rồi mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video và thật đều video để cho tất cả mọi người có video để xem hàng ngày nha. Ok, bây giờ anh em mình sẽ vào trận đấu đầu tiên trong cái sơ đồ 3-5-1-1 này. Anh bạn với một fan của PSG luôn anh em ạ. Có cả Mbappé, Neymar và Lionel Messi. Bộ ba tấn công bên trên sẽ là Mbappé này, và có con hàng Davis nữa, có một con hàng Jonathan Davis, một con hàng Totti khác, và bên cánh phải là Gareth Bale nha. Và kiểm soát bóng đầu tiên của Michael Owen. Xem trận đấu này Thomas Muller sẽ trình diễn cái khả năng tấn công của mình như thế nào. Đây là Goretzka. Mình đang thi đấu trong màu áo của Bayern Munich. Bayern Munich màu áo sân nhà mùa giải năm nay. Bayern Munich thì rất là đặc trưng anh em ạ. Màu áo đỏ thôi, mùa nào cũng vậy, chỉ là thiết kế khác đi một chút. Và qua người và móc bóng của Mbappé. Đấy rồi, Jonathan Davis. Một pha heo to heo khá là mạnh, nhưng mà kiểu hơi bị khó khống chế trong cái tình huống bóng đó nữa. Một pha heo rất là dài. Vlahovic, một pha kiến tạo. Xem nào, đây là Thomas Müller. Một pha kiến tạo cho Vlahovic. Xem nào. Ui, một quả phối hợp đập nhã giữa hai cầu thủ có cái thể hình cao to. Thomas Müller là 1m85 và Vlahovic là 1m9. Pha đập nhã khá ấn tượng trong cái bộ đôi tiền đạo tấn công của mình. Và chuyền trước đó của Vlahovic cho Thomas Müller, và sau khi đó thì Thomas Müller nhận thấy cái vị trí chạy của Vlahovic rất là trống trải. Sau đó là một đường mở bóng rất là đẹp cho con hàng Vlahovic có thể cứa lòng đem về bàn mở tỷ số rồi. Một bàn mở tỷ số khá là sớm ngay từ phút 20 của trận đấu. Đây rồi, Jonathan David tuyệt vời. Gareth Bale không vượt qua được một pha phối hợp giữa Gareth Bale và Mbappé, nhưng Lacroix đã là người rất là tỉnh táo để có thể phán đoán được tình huống bóng đó. Đang ném biên lề Neymar Junior. Mbappé làm gì đây? Đây là Gareth Bale. Ui, cú sút chân trái của Gareth Bale ảo thật sự anh em. Và Gareth Bale cái thẻ này vẫn đang là một thẻ góc over 85 thôi, nhưng có cú sút khá là chất lượng. Gareth Bale thì vẫn vậy thôi, vẫn là một con hàng khá là đặc biệt. Với cá nhân mình thì mình cũng cực kỳ yêu thích Gareth Bale trong cái game bóng đá FIFA Mobile này anh em ạ. Đây là Thomas Müller. Vẫn như vậy thôi, những cái skill rất là khó kiểm soát của heo to heo đầu mùa giải như thế này. Tiếp tục bóng lại đến chân của Gareth Bale rồi. Không được. Một pha phối hợp khá là lằng ngoằng. Lionel Messi. Lionel Messi phiên bản này là RW và kéo xuống khá sâu để cho vị trí RW sẽ là Gareth Bale nha anh em. Và cái vị trí của Lionel Messi sẽ kéo xuống vị trí RM thì phải. Tiếp tục là Caleb Puyol. Toni Kroos. Với cái teamwork của anh bạn hiện tại thì những cầu thủ khá là chất lượng rồi anh em ạ. Nuno Mendes bên cạnh bên này. Đá giữa sẽ là Marquinhos và con hàng Sergio Ramos nha. Đây sẽ là Jonathan David. Lionel Messi. Cái dáng người khá nhỏ mà nhanh như một chú sóc của Lionel Messi. Một pha đập nhã giữa Lionel Messi và Gareth Bale không thành công rồi. Không được rồi. Ui, penalty rồi anh em ạ. Người phạm lỗi là Caleb Puyol, và cái tình huống đó khá là nhanh, mình cũng không quan sát kịp là Caleb Puyol đã làm gì nữa. Donnarumma và Lionel Messi đồng đội của nhau. Đây rồi, Donnarumma đã có thể đoán đúng hướng và có thể cản phá được cú sút penalty của Lionel Messi rồi. Ui, thật sự gay cấn luôn. Cái hiệp 1 trận đấu đầu tiên quá gay cấn luôn, với rất là nhiều tình huống xảy ra luôn. Thật sự quá tuyệt vời cho một cái hiệp đấu như thế này. Hai bàn thắng được ghi và một quả penalty bị bỏ lỡ nha. Ok, hiệp đấu thứ hai sẽ được bắt đầu và người giao bóng sẽ là đối thủ của mình. Tiếp tục là Verratti, Lionel Messi, Marquinhos. Hình như anh bạn đang chơi với bộ ba trung vệ thôi nè. Vẫn là giống cái kiểu sơ đồ của mình sẽ là bộ ba trung vệ, nhưng mà có cả Nuno Mendes, con hàng một con hàng LB và Jonathan David với một pha đánh đầu ảo ma Canada. Thật sự con hàng này hình như mình nhớ không lầm là cao 1m77 thì phải. Con hàng đã được nâng lên over 90. Uầy, quả đánh đầu này ảo thật sự anh em ạ. Và con hàng cản phá trong tình huống bóng này là Caleb Puyol, với một cái thể hình cũng không thật sự cao to như con hàng Lacroix. Và Jonathan David đã có một pha bật nhảy và đánh đầu khá là hay luôn. Kiểu pha bóng đó thì phải chấp nhận thật sự là pha bóng đó Jonathan David rất là khôn khéo để có thể chọn vị trí và đánh đầu. Tiếp tục là Lionel Messi, Gareth Bale. Thế trận đang rất là gay co anh em ạ. Những cái trận đấu head to head gần đây của mình thì mình cảm giác thật sự rất là thích thú luôn á. Trải nghiệm một cái cảm giác chiến đấu rất là hay luôn anh em ạ. Cái meta mùa này đá thật sự rất là tuyệt vời. Tiếp tục là Jonathan David. Và đây là Verratti, Mbappé, Verratti, Jonathan David tuyệt vời với một pha qua người. Nhưng mà cú sút sau đó thì khá là vội. Pha đó xử lý thêm một nhịp nữa thì chắc chắn cơ hội sẽ mở ra cho con hàng David lớn hơn rồi. Đây là Thomas Müller. Mình vẫn đang bị dẫn trước 2-1 anh em ạ.
dù là mình là người mở tỷ số đầu tiên nhưng mà đã bị thua ngược 2-1 rồi, phút thứ 72 của trận đấu. Anh bạn này đang thi đấu với một cái tinh thần thật sự rất là tuyệt vời. Mình cực kỳ yêu thích những đối thủ kiểu như thế này nè. Bạn có cả con hàng Griezmann nữa, một icon. Lionel Messi, một pha đập nhã giữa Gareth Bale và Lionel Messi, tuyệt vời. Xem nào, trong lần này thì Lacroix là người cản phá Jonathan David rồi. Không được, gia đình Sancho đã cướp được bóng rồi. Thể lực những con hàng của mình đang thật sự rất là đuối rồi. Đây là Thomas Muller, một pha đập nhã cùng Vlahovic. Tốc độ xem nào, không vượt qua được Marquinhos rồi. Đáng tiếc thật sự. Cái cách chơi của Thomas Muller thì vẫn như vậy anh em ạ. Vừa có thể tấn công dứt điểm hay và vừa có thể kiến tạo được lối chơi. Như pha bóng vừa rồi, một pha chọt khe cho con hàng Vlahovic, anh em có thể thấy. Đúng cái kiểu như là một con CF thật sự anh em. Một số chính ảo, đây là Thomas Muller. Ôi, quả cửa lòng ngọt nước thật sự luôn. Dù đây là phút thứ 87 của trận đấu rồi nhưng mà con hàng Thomas Muller với một pha cửa lòng như thế này thì thật sự hết nước chấm. Quá tuyệt vời anh em ạ. Một pha cửa lòng ngoài vòng cấm. Cửa lòng bằng chân trái, thật sự ấn tượng. Trận đấu ra mắt của Thomas Muller với một pha kiến tạo và một bàn thắng. Uầy, đẹp thật sự với phút 87 của trận đấu. Chắc anh bạn cũng không thể nào ngờ được Thomas Muller có thể tung được một cú sút từ ngoài vòng cấm như vậy. Và trận đấu không có một phút bù giờ nào cả nên mà trận đấu đến lúc này cũng đã kết thúc rồi. Một tỷ số 2-2. Một trận đấu hay của Thomas Muller nè, một ngôi sao sáng nhất trong cái trận đấu này rồi, với một pha kiến tạo và một bàn thắng được ghi. Một bàn thắng quan trọng đem về một điểm quý giá luôn. Một chiến thắng, một trận đấu 2-2. Nhưng mà về cái mặt cá nhân của Thomas Muller là một ngôi sao sáng nhất cái trong trận đấu đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lại luôn với cái trận đấu thứ hai nha. Và sau đó sẽ đưa ra cái cảm nhận cũng như cái điểm mạnh, điểm yếu của Thomas Muller và cái thang điểm chấm cho con hàng này sau cái trận đấu này và một trận đấu về tất. Ok, để xem trận đấu thứ hai này sẽ đối thủ như thế nào và Thomas Muller có tiếp tục tỏa sáng như cái trận đấu đầu tiên hay không. Chứ cái trận đấu đầu tiên thì Thomas Muller đã quá xuất sắc để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Từ kiến tạo, từ kiểm soát bóng cho tới những cú dứt điểm nha. Và cái cú dứt điểm đem về bàn thắng thứ hai thì quá là đẳng cấp luôn của một con hàng CF. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái trận đấu thứ hai. Martinez, Lewandowski, Thiago Alcantara và con hàng Reina. Đó là những con hàng mình kịp nhìn thấy thôi. Còn những con hàng khác thì mình chưa có kịp được đọc được những cái tên. Đây là pha kiểm soát bóng đầu tiên của Toni Kroos. Jadon Sancho, bóng lại đưa trở về cho Caleb Puyol, Goretzka, Jack Grealish, Vlahovic. Đây rồi, Thomas Muller. Và kiểm soát bóng này thì không được rồi. Đối thủ khá là nhanh để có thể tắt bóng thành công trong cái tình huống bóng đó. Nuno Mendes, bên dưới là hậu vệ trái là Nuno Mendes nè. Ui, một pha dắt bóng đi khá là dài của Nuno Mendes. Lewandowski không vượt qua được Toni Kroos rồi. Tiếp tục là Michael Owen. Michael Owen đang chơi trong vị trí của một tiền vệ sáng tạo. Thomas Muller với những pha đi skill giữa sân khá là tự tin trong cái thể hình và cái khả năng cầm bóng của con hàng này anh em. Chất lượng thật sự. Và vẫn như vậy thôi, vị trí CF thì khá là kén người chơi luôn. Rất ít người chơi chọn sơ đồ có CF luôn. Nhưng mà những con CF thì thường vẫn vậy. Vẫn rất là ngon và vẫn rất là khác biệt so với những con hàng còn lại. Tiếp tục là Toni Kroos. Và đây là Vlahovic. Xem nào. Cơ hội để dứt điểm đây rồi. Không cần phải nói thêm về Vlahovic nữa phải không anh em? Anh em trước khi xem được cái video này thì video Vlahovic mình đã up lên rồi. Thật sự một con hàng quá khét luôn. Khét lẹt luôn anh em. Over 89 và cái khả năng dứt điểm tấn công thì ngoài sức tưởng tượng luôn. Ấn tượng, rất là ấn tượng. Và đây là Martinez. Martinez này là phiên bản bình thường rồi. Phiên bản Bay Totti, không phải là một phiên bản premium nha. Đây là Jadon Sancho. Mình vẫn có kế hoạch để có thể làm review về con hàng Martinez của Inter Milan đó. Anh em nếu thật sự quan tâm thì có thể comment vào bên dưới giúp mình nha. Ok, đây là pha phạt góc Alexander Arnold. Lacroix. Lewandowski làm gì đây? Lewandowski phiên bản Bay Player. Caleb Puyol. Tiếp tục bóng đến chân của Thomas Muller rồi. Một pha tranh chấp và kéo bóng xem nào. Michael Owen. Đấy là Vlahovic. Ui, pha heo tù heo. Thật sự rất là dễ mắc bóng luôn nè. Anh bạn có cả Jadon Sancho bên cánh phải. Không vượt qua được con hàng Robertson của mình rồi. Jack Grealish. Tiếp tục là một pha kéo bóng khá là trống trải luôn nè. Pha bóng tấn công này khá là nhiều cầu thủ của mình đang có mặt ở bên trong. Michael Owen. Vlahovic. Ui, pha đánh đầu này thì kiểu thiếu chính xác một chút. Một pha phối hợp rất là đẹp giữa Michael Owen và Vlahovic. Với cái thể hình của mình thì Vlahovic đã có thể đánh đầu rất là dễ dàng. Nhưng mà cái pha bóng dứt điểm cuối cùng thì lại đưa bóng đi ra ngoài, khá là đáng tiếc. Tiếp tục là pha tấn công cánh. Lúc này thì hiệp 1 cũng đã kết thúc rồi.
Uầy, trận đấu này kiểu thời gian trôi qua khá là nhanh anh em ạ. Và cũng đã có một bàn thắng được ghi từ pha cửa lòng cũng ngoài vòng cấm của Vlahovic. Tiếp tục sẽ trở lại với cái hiệp đấu thứ hai, để xem hiệp đấu thứ hai này thì đối thủ sẽ tấn công như thế nào trong cái tình thế bị dẫn trước 1-0 và Thomas Muller có tỏa sáng hay không nha. Đối thủ đang có một pha ném biên Alexander Arnold, Jadon Sancho. Uầy, pha hơi quá đà của Jadon Sancho anh em ạ. Và đây là Thiago Alcantara, một pha móc bóng khá là điệu nghệ, một pha căng ngang vào trong cho Lewandowski. Ý đồ thì khá là rõ ràng nhưng mà pha dứt điểm đó thì không được như ý cho lắm vì cái pha đè bóng rất là hay của Caleb Bujon trực tiếp với con hàng Lewandowski này mà. Pha phạm lỗi của Thomas Muller. Một pha chuyền cũng khá là rối của anh bạn, kiểu khá là vội, một pha xử lý rất là vội luôn. Đây là Sergio Busquets. Tiếp tục là Lewandowski, một pha lắc người, lắc hông qua người rất là hay anh em. Đây là Reina. Xem nào, không vượt qua được Lacroix. Lacroix đang có một phong độ khá là tốt anh em ạ. Dạo gần đây mình thấy khá nhiều đối thủ đang dùng Lacroix luôn. Và cái kế hoạch của mình sắp tới chắc cũng sẽ bán đi con hàng Lacroix đó vì nó đang được giá anh em. Nó đâu đó hình như hôm qua mình thấy một bạn comment thì hơn 5 triệu và đúng cái giá của nó khá là tốt cho nên có thể mình sẽ bán đi. Thomas Muller đây rồi, đây mới là đẳng cấp đúng thật sự của Thomas Muller. Với một pha hell to hell và dứt điểm rất là lạnh lùng của bản chất của một sát thủ anh em ạ. Pha cửa lòng rất là mẫu mực luôn, không thể nào lệch đi được. Với cái khoảng cách như này mà cái pha đối mặt như thế này thì anh em cũng nên chú ý là nên cửa lòng nha. Vì mình đã từng bị những cái pha kiểu như thế này nhưng mà khi anh em chọn sút thẳng thì vẫn có thể đưa bóng ra ngoài rất là khó hiểu, cho nên anh em nên chú ý cái việc đó nha, nên cửa lòng nhiều nhất có thể. Đây rồi, một pha tấn công. Xem nào, phút thứ 77 của trận đấu rồi, tỷ số đang là 2-0 rồi. Và vẫn như vậy thôi, với một cú ra chân rất là hay của Vlahovic trước đó và sau đó là một bàn năng lên tỷ số 2-0 của Thomas Muller với một pha đua tốc độ và dứt điểm rất là hay trong cái phút thứ 75 của trận đấu. Tiếp tục bóng lại đến được Michael Owen. Đây rồi, lại là Thomas Muller. Tuyệt vời thật sự anh em. Uầy, một pha qua người, một pha làm skill qua người rất là đẹp mắt của Thomas Muller. Khả năng tranh chấp rất là ấn tượng anh em ạ. Có thể hơn 1m85 đang hỗ trợ rất tốt cho cái việc tranh chấp của Thomas Muller trong cái phiên bản này. Và cho dù cái thể lực đang rất là xuống rất là thấp rồi nhưng mà Thomas Muller vẫn đang thể hiện cái khả năng tấn công rất là hay của mình. Tiếp tục là Thomas Muller với pha kiểm soát và heo to heo rất là đẹp. Đấy rồi, Thomas Muller. Ui, pha dứt điểm như thế này lại hơi đen một chút cho con hàng anh em ạ. Khá là đáng tiếc trong cái pha dứt điểm này. Dù trước đó là những pha xử lý rất là đẹp mắt rồi nhưng mà cú dứt điểm cửa lòng sau đó thì đen một chút anh em ạ. Bóng lại đi trúng cột dọc. Đen thật sự, không thì đã là có một cú đúp cho Thomas Muller rồi. Tuyệt vời, một trận đấu khá là đặc biệt của Thomas Muller với rất là nhiều pha xử lý cái khả năng kiểm soát bóng và kéo bóng và đua tốc độ. Mình cảm giác cái tốc độ của Thomas Muller cũng khá là ổn chứ kiểu không phải là rất là chậm đâu. Dù cái chỉ số tốc độ chỉ là 74 thì phải nhưng mà kiểu đua tốc độ trong cái trận như cái bàn thắng nâng lên tỷ số 2-0 anh em có thể thấy khá là khỏe trong cái việc đua tốc độ và kể thăng bằng rồi tất cả các thứ đều rất là tuyệt vời. Một chiến thắng 2-0 và tiếp tục là một bàn thắng của Thomas Muller và một bàn thắng của Vlahovic. Nếu không kém may mắn thì đã có một cú đúp của Thomas Muller rồi anh em ạ, với một pha xử lý rất là hay ở những phút cuối trận, nhưng đáng tiếc là pha bóng đó bóng lại đi trúng cột dọc. Ok, và bây giờ anh em mình sẽ vào cái trận đấu trong cái chế độ vê tắc nha, cũng là cái trận đấu cuối cùng trong cái bài review Thomas Muller. Và mình cũng sẽ không chỉnh lại đội hình luôn, cũng sử dụng cái sơ đồ 3-5-1-1 này. Và bị giảm mất một cái overall, nhưng mà ok, mình sẽ chơi luôn cái trận đấu này để xem Thomas Muller sẽ sút như thế nào trong cái chế độ vê tắc nha. Chỉ số về hai chân của Thomas Muller đang là 4 và 5, thì mình nghĩ trong cái chế độ sút như thế này thì Thomas Muller sẽ làm rất là tốt cái nhiệm vụ sút bóng của mình. Đây là Thomas Muller, xem nào, một cú sút bằng chân trái, lực thật sự này mà, khả năng sút rất là lực luôn. Có một cái điểm yếu chắc là cái điều ăn mừng của Thomas Muller, kiểu nhìn kiểu hơi bị tốn sức một chút. Đó là một cái kiểu vui nha anh em, kiểu nhào lộn ăn mừng như thế này nhưng mà không ảnh hưởng tới cái thể lực trong cái chế độ head to head đâu. Chứ anh em đừng có nghĩ là cầu thủ có những điều ăn mừng tốn sức như thế này thì bị ảnh hưởng về cái thể lực nha. Nó chỉ là một cái skill ăn mừng thôi, sẽ không tính vào cái phần thể lực trong trận đấu đâu. Tiếp tục là Thomas Muller, xem nào, với một pha hell to hell rất là tự tin. Những cú dứt điểm thật sự rất là sấm sét luôn anh em ạ, mạnh thật sự luôn. Tiếp tục lại là Thomas Muller, khét thật sự, đẹp thật sự luôn, với những cú dứt điểm không thể nào lệch đi đâu được. Mình cảm giác cái những cú dứt điểm của Thomas Muller thì đem về tỷ lệ bàn thắng là phải là hơn 90% anh em ạ.
Những cơ hội vừa qua của Thomas Muller trong cái chế độ vế tắc thì mình vẫn chưa thấy lệch được một pha nào cả. Tiếp tục bên trong là Vlahovic. Dứt điểm này, Vlahovic thiệt vẫn khá là tốt rồi. Tỷ số đang là 9-7. Lại là Vlahovic rồi. Cú dứt điểm bằng chân trái. 9 giây cuối cùng để xem Thomas Muller còn một cơ hội nào hay không. Jadon Sancho, Vlahovic. Ui, không còn cơ hội cho Thomas Muller rồi anh em ạ. Đấy rồi, vẫn còn một stretch chance cuối cùng. Tuyệt vời với cú dứt điểm chân phải, cú dứt điểm cuối cùng của trận đấu. Và 12 bàn thắng được ghi. Chắc là mình hơn Red Chain, có thể là hơn Over đối thủ cái trận đấu này rồi. Vì vào đầu trận thì mình cũng không để ý. Với khá là nhiều bàn thắng của Thomas Muller được ghi luôn anh em ạ. Đâu đó hơn 5 bàn thắng. Ui, rất là nhiều luôn. Đó là tất cả những gì có trong cái bài review Thomas Muller nha. Một con hàng CF, một con hàng ở vị trí khá là kén người chơi và rất rất ít người chơi chọn cái sơ đồ có CF. Nhưng mà riêng cá nhân mình thì cực kỳ thích và cực kỳ đánh giá cực kỳ cao con hàng Thomas Muller này luôn. Rất là mạnh trong cái khả năng tấn công của mình. Điểm yếu là con hàng sẽ không lui về sâu đâu nha anh em. Kiểu sẽ không tham gia hỗ trợ phòng ngự nhiều vì chắc chắn là con hàng có tốc độ không phải là ấn tượng, cho nên con hàng chỉ có cái mặt tấn công là sẽ được nhiều hơn. Anh em có thể thấy cái bay của nó 81, nhưng mà anh em yêu cầu nó lui về tham gia phòng ngự thì nó sẽ đua lên như thế nào trong cái tốc độ như thế này để có mặt trong vòng cấm, đúng không? Mình mạnh dạn chấm điểm con hàng này là một con hàng CF toàn diện nhất tới thời điểm hiện tại nha. Con hàng này có mốc điểm 10 trên 10 cho cái vị trí của mình. Còn anh em cảm nhận như thế nào về vị trí của Thomas Muller này? Anh em có thể đưa ra cái cảm nhận của mình, những cái đánh giá cũng như là ý kiến vào phần bình luận giúp mình nha. Anh em có những thắc mắc hay là có những câu hỏi gì đó liên quan tới game bóng đá FIFA Mobile và kể cả bóng đá thế giới nữa thì cứ bình luận vào phần bên dưới giúp mình nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một video tiếp theo trên kênh.